Cập nhật tình hình ở Đông Âu, Mỹ có dấu hiệu muốn cùng đồng minh gia tăng hoạt động ở Biển Đen, nơi Nga không ngừng phô trương sức mạnh. Trên mặt trận, Ukraine tự tin tung đòn hạ gục Nga ở Bakhmut nếu làm được một điều, đó là gì? Nga tuyên bố phá tan trạm radar của Mỹ cùng hai cứ điểm của Ukraine ở hướng Donetsk. Đáng chú ý, bom bay 500kg của Nga trở thành cơn ác mộng của Ukraine. Khu vực miền Nam Ukraine bao gồm Zaporizhia và Kherson chìm trong khói lửa. Hungary nêu khả năng EU gửi quân sang Ukraine cảnh báo thế chiến. Một số tin tức khác, Mỹ, Nhật tập trận chung với oanh tạc cơ chiến lược B-52. Trung Quốc chào đón nhà lãnh đạo nhiều nước châu Âu, châu Á. Quá cảnh ở New York, bà Thái nhấn mạnh quan hệ giữa Mỹ và đảo Đài Loan gần gũi hơn bao giờ hết. Các nước thành viên CPTPP ủng hộ kết nạp nước Anh. Ở cuối bản tin, choáng ngợp bộ xương khủng long khổng lồ hoàn chỉnh tại Bảo tàng Anh. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, khi xung đột ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết, Biển Đen trở thành khu vực an ninh cực kỳ nhạy cảm mà các cường quốc dốc sức gia tăng ảnh hưởng và khả năng răn đe. Theo báo European Pravda, đại sứ Ukraine tại Mỹ Oshana Makarova cho biết, một nhóm thượng nghị sĩ thuộc lưỡng đảng Hoa Kỳ đã đưa ra một dự thảo liên quan đến việc tăng cường an ninh ở Hắc Hải trong năm 2023. Dự thảo luật đã được trình bày ở Thượng viện, nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đen đối với an ninh quốc gia Mỹ, an ninh châu Âu và toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh Nga gia tăng hoạt động quân sự với Ukraine. Dự luật nói trên được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 7 năm 2022. Các điều khoản của dự luật đã được giữ lại và trình bày trong dự thảo năm nay. Tài liệu vạch ra chính sách đối ngoại tích cực và quyết đoán hơn của Mỹ đối với khu vực Biển Đen, trong đó Washington sẽ tăng cường phối hợp với NATO và EU, cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Mỹ và các quốc gia ở Hắc Hải. Dự thảo đặc biệt đề cập đến sự hỗ trợ cho sáng kiến ba biển, gồm biển Baltic, biển Đen và biển Adriatic. Dự thảo luật yêu cầu đưa ra một chiến lược liên ngành sau 180 ngày kể từ ngày dự luật được thông qua để tăng cường hoạt động hỗ trợ và phối hợp quân sự giữa Mỹ, NATO, EU, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế, tăng cường yếu tố dân chủ, đồng thời thúc đẩy hỗ trợ an ninh với các quốc gia trong khu vực Biển Đen, bao gồm Ukraine, Romania, Bulgaria, Moldova và Georgia. Trong đó, Mỹ ưu tiên các hệ thống tình báo, giám sát hoạt động của Nga trong khu vực. Ngoài ra, Washington có thể hướng đến thành lập một trụ sở chung đa quốc gia, chịu trách nhiệm lập kế hoạch tập trận và điều phối mọi hoạt động quân sự của các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ ở Biển Đen, cũng như tăng cường cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch và tuyên truyền của Nga. Ở mặt trận Bakhmut vẫn chìm trong khói lửa, Nga và Ukraine đều tỏ ra không khoan nhượng. Đại tá Ukraine Yevhen Mezhivikin, chỉ huy nhóm chiến thuật Adam, tin rằng giao tranh ở Bakhmut có thể là bước ngoặt trong cuộc chiến. Ông khẳng định Kiev có khả năng giữ vững thành trì và quét sạch bóng quân Nga tại đây. The New York Times cho biết đại tá Mezhivikin tin tưởng lực lượng Ukraine có thể tiếp tục giữ vững thành phố miền đông Bakhmut và đẩy lùi quân đội Nga ra xa. Ông nói nếu Ukraine giữ được những thành quả đạt được gần đây, thì các trận chiến tại Bakhmut có thể tạo ra bước ngoặt trong nỗ lực phòng thủ của Kiev trước Moscow. Ukraine không chỉ ngăn chặn được cuộc tấn công mới nhất của Nga, mà còn có thể chuẩn bị sẵn sàng để tung đòn hạ gục đối thủ. Vị đại tá nói thêm, các cuộc tấn công của Nga ở tử địa miền đông đã chậm lại. Kiev đã phá vỡ nỗ lực siết chặt vòng vây của Moscow. Ông còn nhận định Nga đã cạn kiệt tất cả nguồn dự phòng. Theo ông, Moscow đã giảm tần suất tấn công, không còn nhiều các cuộc công kích từ mọi hướng theo nhóm ít nhất 20, 30 hoặc 40 người như trước đây. Vị chỉ huy nói thêm rằng các lữ đoàn tấn công bổ sung của Ukraine đang hoàn thành khóa huấn luyện. Nói về nỗ lực bám trụ ở tử địa miền đông, ông Mezhivikin nhấn mạnh: "Chúng tôi đang cầm chân kẻ thù ở Bakhmut thêm một chút để họ tự làm mình kiệt quệ." Chưa dừng lại ở đó, quân đội Nga cũng tuyên bố phá hủy hệ thống radar trinh sát pháo binh hạng nhẹ INTPQ-50 LCMR do Mỹ sản xuất, cũng như là hai cứ điểm của Ukraine ở hướng Donetsk. Thông tin được phát ngôn viên nhóm tác chiến miền Nam của Nga Ivan Bikma nói với TASS hôm 31 tháng 3. Cụ thể, ông Ivan Bikma nói, nhóm trinh sát của chúng tôi đã phát hiện ra một radar trinh sát chống pháo binh hạng nhẹ INTPQ-50 do Mỹ sản xuất ở hướng Donetsk, gần làng Parakos-Vievka. Pháo giã chiến 152 ly Yashin-B của nhóm chiến đấu phía Nam của Nga đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào các nơi đặt khí tài nói trên và trạm radar của Ukraine đã bị phá hủy. Ngoài ra, phát ngôn viên cũng nói thêm lựu pháo Mestab 152 ly của Moscow cũng đã nhắm mục tiêu vào hai cứ điểm của trung đội Ukraine với tối đa 20 quân
cũng như một xe chiến đấu bộ binh BMP-1. Ở diễn biến khác, chuẩn đô đốc Nga Vladimir Tishimlyasky cho biết nước này sẽ không triển khai thêm quân trong đợt huy động mới ra chiến trường Ukraine. Moscow đã có đủ binh lính hợp đồng và quân nhân để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ông Tishimlyasky nói với kênh truyền hình Russia 24, sẽ không có lính nghĩa vụ nào được gửi đến chiến địa ở Ukraine. Hiện chúng tôi đã có đủ lực lượng lính hợp đồng hoặc lính được huy động để giải quyết các nhiệm vụ cần thiết. Giữa lúc chiến sự sục sôi, bom bay 500kg của Nga đã trở thành cơn ác mộng với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine Yuri Inat cho biết Moscow đang đặt ra mối đe dọa mới bằng việc thả bom dẫn đường có cánh từ các máy bay hoạt động ngoài phạm vi phòng không của Kiev. Russian Times cho biết phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Ukraine hôm 30 tháng 3, ông Inat nói rằng các tiêm kích Nga đã thả bom dẫn đường xuống khu vực mà hệ thống phòng không Ukraine không thể cản phá. Theo báo cáo, 10 tiêm kích Su-35 của Nga đã tấn công tỉnh Chani bằng 11 quả siêu bom thông minh dẫn đường và tên lửa KH-31P vào ngày 24 tháng 3. Chỉ 4 ngày sau, lực lượng quân sự Nga đã thả một quả bom từ trên không xuống Bilopilia ở tỉnh Sumy vào ngày 28 tháng 3. Đây là một mối đe dọa mới đối với Ukraine, những quả bom 500kg bay xa hàng chục km, ông Inat nói. Theo Aviation Times, ngay sau khi quân đội Ukraine bị cáo buộc dùng bom thông minh Jadam do Mỹ sản xuất để tấn công các phòng tuyến của Nga ở Bakhmut, đã có báo cáo về việc Moscow triển khai bom FAB-500M62. Vào ngày 30 tháng 3, ông Yuri Inat nói rằng tình hình ngày một cam go khi Ukraine không thể bắn hạ những siêu bom thông minh của Nga. Những gì Kiev cần lúc này là tiêm kích tiên tiến của phương Tây để chống lại phương thức tác chiến mới này của Nga. Cần phải làm nhiều việc, không chỉ tăng cường hệ thống phòng không, chúng tôi còn phải gia tăng áp lực để các đối tác phương Tây tạo ra liên minh hàng không và cấp cho Kiev máy bay chiến đấu, vị phát ngôn viên nói. Về phần mình, Ukraine đã triển khai các quả bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất chống lại Nga. Moscow được cho là đã đánh chặn và bắn hạ thành công. Không chỉ vậy, trong một diễn biến mới, quân đội Nga được cho là đã hạ gục một tên lửa sấm sét Rom-2 hoặc Thunder-2 của Ukraine lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra. Thưa quý vị, trong ngày qua, miền nam Ukraine tiếp tục chìm trong hỏa lực của Nga. TASS dẫn thông tin từ lực lượng vệ binh Nga cho biết, lực lượng biệt kích đã tiêu diệt một nhóm vũ trang Ukraine và một hệ thống pháo binh ở vùng Zaporizhia. Văn phòng báo chí Nga cho biết trong một tuyên bố, đội máy bay không người lái từ một trong các đơn vị biệt kích của lực lượng vệ binh Nga đã tiêu diệt một nhóm quân và khẩu pháo ở vùng Zaporizhia. Theo đó, trong quá trình trinh sát địa hình dọc theo chiến tuyến, vệ binh Nga đã phát hiện một phòng tuyến kiên cố đang được ngụy trang của Ukraine. Sau đó, nhóm biệt kích đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác, thả một số loại đạn dược từ độ cao 900m, quét sạch quân và súng pháo của đối phương. Vệ binh Nga đã cố giữ để UAV tàng hình và hoàn thành mục tiêu một cách chính xác, gây thiệt hại đáng kể cho Ukraine. Cũng theo TASS đưa tin hôm 31 tháng 3, pháo binh Nga đã tấn công phòng tuyến của quân đội Ukraine ở hữu hạn sông Dnipro thuộc khu vực Kherson, gây thiệt hại cho lính và khí tài của đối phương. Phát ngôn viên của cơ quan ứng phó khẩn cấp của Nga ở Kherson cho biết, Nga đã tiến hành một vụ pháo kích nhắm vào địa điểm đặt thiết bị quân sự của quân đội Ukraine ở gần khu định cư Olgovka, khiến Ukraine mất 12 phương tiện cơ giới và 23 binh sĩ thiệt mạng, 12 lính khác bị thương. TASS cũng cho biết lực lượng pháo binh Nga đã nã pháo gần khu dân cư Kamishani hôm 30 tháng 3, tiêu diệt một khẩu súng cối 120mm cùng đạn dược và khiến 6 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 2 lính khác bị thương. Trước đó, theo The Telegraph, vào ngày 30 tháng 3, ít nhất 9 tên lửa Nga đã dội xuống thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine. Lãnh đạo khu vực Kharkiv của Ukraine, ông Oleg Shinekubov, viết trên Telegram xác nhận tổng cộng 9 tên lửa đã nhắm vào thành phố, một cơ sở hạ tầng dân sự và các tòa nhà tư nhân đã bị hư hại, một số tên lửa phát nổ trên không trung, 3 người bị thương. Thưa quý vị, thời gian qua, phương Tây tiếp tục nghi ngờ khả năng Trung Quốc viện trợ cho đối tác Nga. Dù chưa có bằng chứng thuyết phục, TASS hôm 31 tháng 3 cho biết Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu, Derek Hogan, mới đây tiếp tục nêu thông điệp Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc sẽ không hỗ trợ Nga can thiệp quá sâu vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Hogan nói rằng chúng tôi đang tập trung quan sát khả năng Trung Quốc cấp cho Ukraine các vũ khí sát thương, dù hiện nay điều đó chưa xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi đã nói rõ ràng với Bắc Kinh ngay từ đầu về những lo ngại của chúng tôi và hậu quả nếu Trung Quốc đồng lõa với Nga.
vị phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ chỉ ra Hoa Kỳ mong đợi Trung Quốc không can dự vào hoạt động quân sự của Nga. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhiều người vô tội, cũng như gây hại cho các thực thể Trung Quốc tham gia nỗ lực đó. Ông nói thêm rằng Mỹ và các đồng minh sẽ phản đối mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Trung-Nga, nhất là trong trường hợp Bắc Kinh ủng hộ chiến dịch của Moscow ở Ukraine. Bình luận về chương trình nghị sự sắp tới của các ngoại trưởng NATO ở Brussels, ông Hogan nói rằng phương Tây sẽ thảo luận về việc hỗ trợ cho Ukraine. Chúng tôi cần đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần để có thể phản công thành công và sau đó tất nhiên là giữ vững lãnh thổ của mình, vị quan chức nói thêm. Trước đó có thông tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Brussels từ ngày 3 đến 5 tháng 4 để tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO và hội đàm với cao ủy đối ngoại EU Joseph Borrell, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói với đài phát thanh Kossuth hôm 31 tháng 3 rằng nguy cơ bùng nổ một trận thế chiến mới đã khá là rõ ràng. Đây là thực tế, không hề cường điệu. Theo TASS, Thủ tướng Hungary đã đưa ra cảnh báo trên và cáo buộc EU đang thảo luận về việc gửi quân đến Ukraine. Điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Theo ông Orbán, phương Tây đã gửi vũ khí ngày càng nhiều để tiếp tục chiến sự chống lại Nga. Do đó, kịch bản thế chiến thứ ba không còn là một sự cường điệu nữa. Bây giờ nó là một mối nguy hiểm thực sự. Vị thủ tướng nói các nhà lãnh đạo châu Âu đang xem xét liệu các nước EU có thể gửi một số lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine hay không. Điều này đã vượt qua một ranh giới đỏ khác. Liên minh châu Âu cũng chưa đề cập đến khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine và cũng chưa bình luận về thông tin mà ông Orbán đưa ra. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục thắt chặt quan hệ với các nước phương Tây. TASS đưa tin Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi dự kiến là sẽ xác định việc tăng cường hợp tác giữa Tokyo và NATO tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của tổ chức. Sự kiện sẽ diễn ra tại Bỉ từ ngày 3 đến 6 tháng 4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm 31 tháng 3. Theo đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi có thể thảo luận với những người đồng cấp về tình hình liên quan đến Ukraine, cũng như việc thực hiện chiến lược một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Ngoài ra, nhà ngoại giao hàng đầu Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến các bộ trưởng thương mại G7 vào ngày 4 tháng 4. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản thông báo ông sẽ đến thăm Trung Quốc vào cuối tuần này để hội đàm với người đồng cấp Tần Cương. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một ngoại trưởng Nhật Bản kể từ tháng 12 năm 2019. Trong khi đó, Tokyo và Washington bắt tay củng cố năng lực quân sự của hai nước. TASS cho hay, lực lượng không quân Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận chung với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 do Mỹ sản xuất. Thông báo được Bộ Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đưa ra ngày 31 tháng 3. Theo TASS, cuộc tập trận bao gồm các hoạt động hợp tác chiến thuật đã diễn ra vào ngày 30 tháng 3 trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Phía Nhật Bản sử dụng 12 tiêm kích F-15 và 4 tiêm kích F-2, trong khi phía Mỹ sử dụng 2 oanh tạc cơ chiến lược B-52. Trước đó vào tháng 2 vừa qua, lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên Quả đấm sắt. Sự kiện kéo dài một tháng ở khu vực Tây Nam Nhật Bản, bao gồm huấn luyện mô phỏng liên quan việc bảo vệ và tái chiếm các hòn đảo xa. Thưa quý vị, các lãnh đạo châu Á, châu Âu đang và sẽ có chuyến thăm tới Trung Quốc. Đài CCTV Trung Quốc ngày 31 tháng 3 đưa tin, thủ tướng các nước Singapore, Malaysia và Tây Ban Nha đã đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào ngày trước đó. Trong khi đó, Tổng thống Pháp và lãnh đạo EU cũng sẽ có các cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo Trung Quốc. Nhận lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, lãnh đạo ba nước đã tới Bắc Kinh sau khi tham dự lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao 2023 tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với truyền thông rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ gặp gỡ và hội đàm với các nhà lãnh đạo về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài thăm Trung Quốc nhiều nhất. Ông đã thực hiện chuyến thăm Trung Quốc lần cuối cách đây 4 năm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ hy vọng chuyến thăm lần này là cơ hội để nâng cao và nâng cấp quan hệ song phương hai nước. Theo CCTV, ông Anwar Ibrahim đang có chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Malaysia. Ghi nhận Malaysia là một quốc gia đang phát triển và là nền kinh tế mới nổi trong khu vực. Người phát ngôn cho biết Trung Quốc hy vọng chuyến thăm này sẽ thúc đẩy tiến triển mới trong quan hệ song phương. Nói về căng thẳng Mỹ-Trung liên quan đến đảo Đài Loan, như chúng tôi đưa tin, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đến New York ngày 29 tháng 3 trên đường tới Guatemala và Belize ở Trung Mỹ. Khi quá cảnh ở thành phố Mỹ, bà Thái nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đang gần gũi hơn bao giờ hết, theo Nikkei Asia, ngày 31 tháng 3. Chuyến thăm diễn ra khi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi Washington bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh vào năm 1979, theo Nikkei Asia. Lãnh đạo Đài Loan cũng sẽ dừng chân ở Los Angeles trên đường trở về Đài Bắc, và bà dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Kevin McCarthy khiến Bắc Kinh cảnh báo đáp trả. Bắc Kinh nói rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc và với tư cách là một tỉnh của nước này, hòn đảo không có quyền quan hệ cấp nhà nước với quốc gia khác. Đài Bắc một mực phản đối. Về chặng dừng chân đầu tiên tại Mỹ kể từ năm 2019, bà Thái đã ca ngợi những thành tựu kinh tế, an ninh và ngoại giao của Đài Loan trong một bài phát biểu vào tối 29 tháng 3. Văn phòng của bà còn gọi hòn đảo là ngọn hải đăng của nền dân chủ ở châu Á. Đáng chú ý, bà Thái nói mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ đang gần gũi hơn bao giờ hết, đồng thời lưu ý tiến bộ đáng kể trong hợp tác kinh tế và an ninh. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức to lớn nhưng Đài Loan sẽ không bị cô lập, bà Thái khẳng định. Bà cũng cảm ơn chính phủ Mỹ đã thực hiện các thỏa thuận an ninh với hòn đảo, bao gồm 9 thương vụ vũ khí đã được chính quyền của Tổng thống Joe Biden công bố. Theo các nguồn tin, bà Thái dự kiến sẽ phát biểu tại một sự kiện ở Viện Hudson vào ngày 30 tháng 3 theo giờ địa phương. Nhưng văn phòng đại diện của Đài Loan tại Mỹ thông báo rằng báo chí và công chúng không thể tiếp cận các hoạt động của bà ở New York. Theo Nikkei, nếu bà gặp ông McCarthy, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngay trên đất Mỹ. Mặc dù điều đó có thể ít khiêu khích Trung Quốc hơn so với việc ông McCarthy muốn đến thăm hòn đảo. Mặt khác, Reuters ngày 31 tháng 3 dẫn lời cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo 9 máy bay Trung Quốc đã băng qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan hôm thứ Sáu nhằm thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng vũ trang Đài Loan đã phản ứng bằng cách sử dụng máy bay và tàu để theo dõi tình hình. Trước đó, một phát ngôn viên Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc ngày 29 tháng 3 cảnh báo nếu bà Thái Anh Văn gặp ông McCarthy, Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp để đáp trả một cách kiên quyết. Năm ngoái, sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi, Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc tập trận lớn quanh đảo Đài Loan cũng như các hoạt động quân sự gần hòn đảo với quy mô nhỏ hơn. Vương quốc Anh đã tiến thêm một bước trong nỗ lực tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương hay còn gọi là CPTPP khi 11 quốc gia thành viên của tổ chức đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề trên ở cấp bộ trưởng. NHK hôm 31 tháng 3 cho biết. Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Goto Shigeyuki và những người đồng cấp từ các nước thành viên CPTPP đã họp trực tuyến vào hôm 31 tháng 3. Trong đó ông Goto nhấn mạnh Anh gia nhập CPTPP là điều rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy hơn nữa các nguyên tắc thương mại tự do, cởi mở và cạnh tranh lành mạnh, cũng như phát triển hệ thống thương mại dựa trên quy tắc hội nhập kinh tế ngoài vành đai Thái Bình Dương. Được biết, CPTPP có hiệu lực vào năm 2018. Vương quốc Anh sẽ là nước đầu tiên được kết nạp thêm vào hiệp định, ngoài 11 thành viên ban đầu, bao gồm Úc, Canada và một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. London nộp đơn xin tham gia CPTPP vào năm 2021, một năm sau khi rời Liên minh châu Âu. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, mức tăng giá ở Tokyo trong năm qua đã cao hơn so với mọi năm, kể từ đầu những năm 1980, không kể những năm tăng thuế tiêu thụ. Các hộ gia đình đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi tình trạng gia tăng chi phí thực phẩm, điện và khí đốt. NHK hôm 31 tháng 3 đưa tin. Các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết chỉ số giá tiêu dùng ở 23 phường của thành phố Tokyo đã tăng 2,9%. Con số này không tính đến chi phí thực phẩm tươi sống, một mặt hàng dao động giá theo thời tiết. Lần cuối cùng Tokyo ghi nhận mức giá tăng đột biến như vậy là vào năm tài chính 1989. Tuy nhiên, đó là lý do thuế tiêu thụ tăng và con số này đã giảm xuống vào năm sau. Không tính năm 1989, mức tăng vừa được ghi nhận ở Tokyo là lớn nhất kể từ năm 1982. Theo NHK, các khoản trợ cấp của chính phủ đã và đang giúp xoa dịu tác động của lạm phát. Gói kích thích này làm nhẹ tác động lạm phát trong 2 tháng qua so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Tokyo được xem là chỉ số lạm phát hàng đầu trên toàn quốc. Tuy nhiên, con số đã giảm từ 4,3% trong tháng 1 xuống 3,2% trong tháng 3. Những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã tập hợp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào hôm 30 tháng 3 sau khi ông bị đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan truy tố về khoản tiền bịt miệng một ngôi sao. Họ cho rằng các cáo buộc chống lại vị tỷ phú là không đúng và không công bằng, Reuters cho biết vào hôm 31 tháng 3. Những người ủng hộ ông Trump đã vẫy cờ có hình ông và đội mũ có dòng chữ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, hay viết tắt là MAGA. Họ đứng hàng giờ để vẫy, thu hút sự chú ý của những ô tô chạy ngang qua, thể hiện sự ủng hộ dành cho vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Jim Cohen, 57 tuổi, cư dân Florida nói, bạn có thực sự nghĩ rằng những cáo buộc vừa qua sẽ được thông qua hay không? Mọi người có thực sự cho rằng Tổng thống Trump sẽ bị loại khỏi cuộc tranh cử Tổng thống không? Không, tôi không tin điều đó. Tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ấy. Một phụ nữ tự nhận mình là Margamary dự đoán bản cáo trạng sẽ thúc đẩy làn sóng ủng hộ ông Trump. Bản cáo trạng sẽ đưa ông ấy lên ghế Tổng thống. Hãy chờ xem, bà nói. Cựu Tổng thống Donald Trump chính thức bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố sau cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng ngôi sao đóng phim người lớn Stormy Daniels. Ông đã trở thành nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự ngay khi đang tranh cử vào Nhà Trắng. Theo Reuters, các cáo buộc phát sinh từ cuộc điều tra do luật sư quận Manhattan thuộc đảng Dân Chủ Alvin Bragg dẫn đầu.
có thể định hình lại cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024. Trước đây, ông Trump cho biết sẽ tiếp tục vận động để đại diện Đảng Cộng Hòa nếu bị buộc tội. Vị tỷ phú cũng tuyên bố mình hoàn toàn vô tội. Đây là một cuộc áp bức chính trị và can thiệp bầu cử cấp cao nhất trong lịch sử, ông nói, nhưng không đưa ra minh chứng. Hiện các cáo buộc cụ thể đối với ông Trump chưa được tiết lộ. Bản cáo trạng có thể được công bố trong những ngày tới. Cựu Tổng thống phải tới Manhattan để lấy dấu vân tay và các thủ tục khác. Các luật sư của ông là Julian Nicholas và Georges Takopina cho biết sẽ đấu tranh quyết liệt với các cáo buộc. Sau vụ sụp đổ hai ngân hàng trong nước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục các cơ quan quản lý thắt chặt quy định trong ngành ngân hàng. Theo đó, thì các ngân hàng có tài sản từ 100 tỷ đến 250 tỷ đô la Mỹ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Các quy tắc hà khắc hơn đã được áp dụng cho các ngân hàng có tài sản trên 250 tỷ đô la, NHK hôm 31 tháng 3 đưa tin. Nhà Trắng cho biết các cơ quan quản lý đã làm suy yếu hệ thống giám sát các ngân hàng sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump nới lỏng các quy định liên quan. Chính phủ Mỹ đương nhiệm cho rằng quyết định đó đã khiến các ngân hàng thất bại. Tổng thống Joe Biden kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang và các cơ quan quản lý ngân hàng khôi phục các quy tắc mà chính quyền Trump đã nới lỏng, trong đó bao gồm tăng cường giám sát, kiểm tra gắt gao, đảm bảo các ngân hàng đủ vốn để chống lại các rủi ro như lãi suất cao và tình trạng rút tiền trực tuyến nhanh chóng. Ông Biden cũng cho biết có thể nhẹ tay hơn với các ngân hàng dự kiến đạt ngưỡng tài sản 100 tỷ đô la. Nhà lãnh đạo lưu ý rằng ngân hàng thung lũng Silicon đã tránh được vòng kiểm tra gắt gao về vốn trong 3 năm. Ông Biden cho biết các bước thắt chặt quy định nói trên có thể được tiến hành theo luật hiện hành. Tại Pháp, các cuộc biểu tình vẫn xảy ra vô cùng căng thẳng. Reuters hôm 31 tháng 3 cho biết cảnh sát đã dùng hơi cay để trấn áp khi vài nghìn người tuần hành ở thành phố Nang, miền Tây của nước Pháp. Họ nêu thông điệp phản đối việc cảnh sát dùng vũ lực quá mức để chống lại làn sóng biểu tình trong thời gian gần đây. Cảnh sát chống bạo động đã dùng hơi cay để giải tán đám đông khoảng 2.000 người tham gia biểu tình. Vụ việc diễn ra sau khi cảnh sát và người biểu tình cũng đã đụng độ ở Saint-Cholain gần đó, khi nhiều người phản đối việc xây dựng hồ chứa nước khổng lồ để tưới tiêu trang trại. Trong cuộc biểu tình, cảnh sát đã bắn hơi cay để đẩy lùi một số người quá khích ném pháo hoa và một số loại chất nổ. Truyền hình ghi lại cảnh ít nhất 2 xe cảnh sát bốc cháy. Chính phủ đã triển khai hơn 3.000 cảnh sát đối phó với các cuộc biểu tình. Kể từ giữa tháng 1, Pháp đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình trên toàn quốc, phản đối kế hoạch tăng tuổi hưởng lương hưu lên 64. Nhiều người phản đối việc cảnh sát hiện diện dày đặc và bắt giữ người biểu tình. Một cuộc biểu tình tương tự ở Nang cũng đã xảy ra ở Paris với hàng trăm người tham gia. Liên quan đến vấn đề di cư ở khu vực Bắc Mỹ, Reuters đưa tin hôm 30 tháng 3, giới chức Mexico cho biết có 5 người đã bị bắt vì cáo buộc liên quan đến vụ cháy ở trung tâm giam giữ người di cư, khiến cho 39 người thiệt mạng. Sara Irene Herrerias, người đứng đầu đơn vị nhân quyền của Văn phòng Tổng trưởng lý Mexico, nói rằng có 6 chat đã được đưa ra đối với 3 viên chức viện di trú Mexico cùng 2 nhân viên an ninh tư nhân và người được cho là đã gây ra vụ hỏa hoạn. Bộ trưởng An ninh Mexico Rosa Isela Rodriguez cho biết công ty an ninh tư nhân Grupo de Seguridad Privada Camsasa de Civi là bên chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề an ninh tại trung tâm giam giữ người tị nạn ở thành phố biên giới phía Bắc Juarez. Ông Rodriguez lưu ý thêm đã phát hiện một số điểm bất thường liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra ở trại giam giữ. Chính phủ đã yêu cầu Viện Di trú Mexico rút lại hợp đồng với công ty an ninh nói trên. Đơn vị này báo cáo là có hàng trăm nhân viên làm việc trên 23 tiểu bang, nhưng trên thực tế thì dường như chỉ có 4 người. Ông Rodriguez cho biết thêm các đặc vụ liên bang sẽ đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại trung tâm di cư Ciudad Juárez thuộc bang Chihuahua. Đối với việc công ty an ninh không tuân thủ hợp đồng, trách nhiệm sẽ thuộc về các cơ quan nhà nước bao gồm Bộ An ninh. Bà Herrerias từ chối bình luận về việc liệu các giám đốc điều hành của công ty an ninh tư nhân có bị bắt hay không. Các nhà chức trách cho biết, họ tin rằng vụ hỏa hoạn khiến những người đàn ông nhập cư từ El Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela và Colombia thiệt mạng là hậu quả từ việc những người di cư đốt nệm để phản đối lệnh trục xuất. Một video của Reuters cho thấy là hàng chục người di cư băng qua Rio Grande vào hôm 29 tháng 3 từ Mexico vào El Paso, Texas sau vụ hỏa hoạn. Họ ôm theo đồ đạc, đèo con cái vượt sông để từ Ciudad Juárez ở Mexico đến Hoa Kỳ. Theo Reuters, vụ hỏa hoạn là một trong những sự cố liên quan đến người di cư nguy hiểm nhất trong những năm gần đây. Khi được hỏi liệu Mexico có thay đổi thời gian người di cư bị giam giữ trong các trung tâm hay không, ông Rodriguez cho biết giới chức đang xem xét điều đó. Cũng liên quan đến vấn đề nhập cư ở biên giới Mỹ-Mexico, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về COVID-19 trong tháng tới. Nhưng điều này không ảnh hưởng chính sách nhập cư có tên là tiêu đề 42.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ chấm dứt các tuyên bố khẩn cấp về COVID-19 vào tháng 5, gần 3 năm sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp chống đại dịch sâu rộng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tình trạng khẩn cấp quốc gia và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 đã được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2020. Tiêu đề 42 được đưa ra để ngăn người di cư tiến vào Mỹ làm lây lan dịch bệnh. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã nhiều lần gia hạn các biện pháp cho phép hàng triệu người Mỹ được xét nghiệm, tiêm vaccine và điều trị miễn phí. Hơn 1.000 người di cư ở miền Bắc Mexico đã bất lực trước chính sách biên giới của Mỹ. Bên cạnh đó, họ đặc biệt thất vọng với chính sách tị nạn gần đây và cả sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại một trung tâm giam giữ người di cư khiến cho hàng chục người thiệt mạng ở Mexico. Phát ngôn viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới CBP cho biết cơ quan này đang tiếp nhận hơn 1.000 người di cư có thể đã đi bộ từ Ciudad Juarez, Mexico đến El Paso, Texas. Trong một tuyên bố vào cuối ngày 29 tháng 3, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới nói rằng họ đang trục xuất những người di cư theo tiêu đề 42 và làm thủ tục trục xuất đối với những người không có tư cách pháp nhân và không thể áp dụng tiêu đề 42. Ở diễn biến khác, người Palestine và các tổ chức đoàn kết chính nghĩa đã kỷ niệm ngày đất đai bằng một cuộc biểu tình tại Đại sứ quán Israel ở Buenos Aires, Argentina vào hôm 30 tháng 3. Theo Reuters, người biểu tình đã cầm những tấm biển có nội dung Palestine tự do và vẫy cờ Palestine, hàng chục người diễu hành qua các tuyến phố và hô vang khẩu hiệu. Ngày đất đai là ngày kỷ niệm 6 người Ả Rập bị sát hại vào năm 1976 trong các cuộc biểu tình phản đối việc Israel tịch thu đất đai của họ ở vùng Galilee. Trong một báo cáo năm 2021, tổ chức theo dõi nhân quyền đã xem các hành động của Israel đối với người Palestine và việc quân đội Israel chiếm đóng bờ Tây trong nhiều thập kỷ là phân biệt chủng tộc. Một số nhóm ủng hộ Israel bao gồm các tổ chức Do Thái nổi tiếng ở Hoa Kỳ cho biết nhiều nhóm nhân quyền đã thể hiện thiên kiến với Israel trong báo cáo của mình. Lầu Năm Góc ngày 30 tháng 3 cho biết 6 binh sĩ Mỹ tại Syria đã bị chấn thương não trong hai cuộc tấn công khác nhau của các chiến binh do Iran hậu thuẫn xảy ra tuần trước. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các binh sĩ mới được chẩn đoán trong các cuộc kiểm tra định kỳ vài ngày gần đây. Tiết lộ mới càng cho thấy thiệt hại gia tăng của lực lượng Mỹ sau các cuộc tấn công và oanh kích đáp trả ở Syria tuần trước. Theo thống kê đến nay, có 12 lính Mỹ bị thương. Ngoài ra, các cuộc tấn công cũng khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và một người khác bị thương. Người phát ngôn Lầu Năm Góc chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết, 4 quân nhân đã bị chấn thương não tại căn cứ của Mỹ gần thành phố Hasaka của Syria trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 23 tháng 3. Tiếp đó, 2 người khác bị thương tại Green Valley trong cuộc tấn công ngày 24 tháng 3. Lầu Năm Góc cũng ước tính 8 chiến binh Hồi giáo đã thiệt mạng trong các cuộc không kích đáp trả của Mỹ nhằm vào 2 cơ sở liên kết với Iran ở Syria. Con số đó thấp hơn so với báo cáo của một nhóm giám sát xung đột ở Syria, ước tính rằng các cuộc không kích và bắn trả đã làm thiệt mạng 3 binh sĩ Syria, 11 chiến binh Syria trong lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ và 5 chiến binh không phải người Syria có quan hệ với chính phủ. Tổng thống Joe Biden ngày 26 tháng 3 cảnh báo Iran rằng Washington sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ người Mỹ. Nhà Trắng đầu tuần này cho biết các vụ việc gần đây sẽ không khiến Mỹ rút lại kế hoạch triển khai binh sĩ tới Syria, nơi họ đang chiến đấu với tàn dư của nhà nước Hồi giáo suốt 8 năm nay. Bộ Ngoại giao Syria lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ, cho rằng Washington đã nói dối về những gì đã được nhắm mục tiêu. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc các lực lượng Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự. Thưa quý vị, Tây Ban Nha hôm 30 tháng 3 đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục vào mùa xuân với một số khu vực ở quần đảo Canary đạt 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, EMET, nhiệt độ ở nước này đã vượt mức thông thường từ 7 đến 14 độ C. Trên đảo Gran Canaria thuộc quần đảo Canary, nhiệt độ đạt 37,8 độ C tại một số khu vực như bãi biển Playa del Ángel, nơi tấp nập người dân và khách du lịch đến tận hưởng biển và sóng của Đại Tây Dương. Một người dân địa phương tên Brenda Medina chia sẻ, đây là một tình huống bất thường và gây tâm lý lo ngại. Thế nhưng, các du khách lại cảm thấy hào hứng khi nhiệt độ trên đảo tăng vọt. Một khách du lịch tên Maria Antonsen đến từ Na Uy cho biết, ở đất nước tôi tuyết đang rơi, vì vậy tôi cảm thấy tuyệt khi có mặt ở đây. Chính quyền quần đảo Canary đã ban bố cảnh báo về nhiệt độ cao ở đảo Gran Canaria. Trong khi đó, phần lớn phía bắc vùng Asturias và Cantabria lân cận cũng được đặt trong tình trạng báo động cao về nguy cơ cháy rừng. Bên trong một thị trấn ở Ai Cập, nơi còn gọi là thành phố rác, có một người phụ nữ đang dành công sức để thành lập và điều hành một trung tâm giúp trẻ em trong khu vực học cách tái chế rác thải. Masjid Nasser nằm cách trung tâm thủ đô Cairo khoảng 8 km về phía đông. Nhiều con đường và tòa nhà ở đây đều chất đống rác thải được thu gom từ những khu vực lân cận để xử lý hoặc tái chế. Cô Teresa Chait, 34 tuổi, người sáng lập trung tâm tên Meshaha chia sẻ, tôi nhận thấy những đứa trẻ ở đây thường xuyên bị vây quanh bởi rác thải.
Tại sao không dạy chúng cách tái chế rác, qua đó giúp giảm mức tiêu thụ của chúng ta và mang lại lợi ích cho cộng đồng? Hàng tuần, trung tâm Mesaha, có nghĩa là không gian trong tiếng Ả Rập, sẽ tổ chức các hoạt động tái chế cho 150 đến 200 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Trong các buổi này, các em sẽ thu gom rác thải như chai nhựa, que cũ, bìa cứng, giấy và lon trước khi tái chế chúng thành heo đất, nhạc cụ hay tranh vẽ. Cô Shahid hy vọng dự án có thể được nhân rộng ở nhiều khu vực khác ở Ai Cập. Thưa quý vị, mới đây Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở thủ đô London, Anh đã mở cuộc triển lãm giới thiệu đến công chúng bản sao của một bộ xương khủng long Patagotitan Moeolum hoàn chỉnh với chiều dài 37 mét và nặng 57 tấn. Đây là lần đầu tiên bản sao hóa thạch của một trong những loài khủng long lớn nhất từng tồn tại trên trái đất được trưng bày ở châu Âu. Bản gốc của bộ xương được phát hiện ở Patagonia, một vùng hoang dã phía nam Argentina vào năm 2013. Ông Cineas Moron, giám đốc cuộc triển lãm, cho biết loài Patagotitan Moeolum thuộc họ Titanosaurus, một họ khủng long ăn cỏ có đầu nhỏ, cổ dài, thân hình to lớn, sống cách đây hơn 100 triệu năm. Nhà cổ sinh vật học Paul Barrett mô tả con khủng long này là một cỗ máy ăn, khi mỗi ngày chúng phải tiêu thụ ít nhất 150 kg cỏ. Triển lãm trưng bày bộ xương khủng long Patagotitan Moeolum sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 7 tháng 1 năm sau. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.